Alo, xin chào bạn trẻ đến từ Thanh Hóa. Chào chị ạ. Vâng. Chị ơi, em có một câu hỏi về lĩnh vực tình cảm mà em muốn chương trình Cửa Sổ Tình Yêu tư vấn cho em ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì? Em với bạn trai của em ấy chị. Vâng. Quen nhau được 1 năm rồi ạ. Vâng. Và ngoài anh ấy ra thì em không biết gì về gia đình của anh ấy trong một ngày là gần đây ấy chị. Vâng. Thì em mới biết rằng là anh ấy đã có gia đình và một đứa con trai rồi chị ạ. Vâng. Mà bây giờ em rất đau khổ mà em không biết tìm ra lối thoát của mình và em không biết làm gì trong cái trường hợp như thế này cả. Em muốn chương trình cho em lời khuyên ạ. Thế hai bạn thì đang hiện làm cùng nhau hay là đã quê có cùng nhau không ạ? Dạ, tụi em đều ở Thanh Hóa cả chị ạ. Và em vừa học xong mà bây giờ em chưa xin được việc ạ. Còn anh ấy thì đã đi làm lâu rồi ạ. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn giúp bạn nhé. Xin mời anh ạ. Chào em. Em chào anh ạ. Làm sao mà em biết được anh ấy có con trai, có vợ? Anh ấy tự kể ra hay mình phát hiện ra? Dạ anh ơi, anh ấy không hề nói. Đã có nhiều lần em nghi ngờ và em hỏi anh ấy thì anh không thú nhận với anh. Và một lần đây thì em đi làm cùng với anh ấy ạ. Có một người đồng nghiệp của anh ấy nói cho em biết về hoàn cảnh của anh ấy. Và em đã hỏi và anh ấy đã kể cho em nghe tất cả về gia đình của anh ấy ạ. Gia đình họ có trục trặc hay vợ đang ly dị, ly hôn, ly thân gì hay là vẫn bình thường? Chị ơi, chị nói với em rằng là giữa anh với người vợ cũ và anh, người vợ của anh ấy hiện bây giờ là không có tình yêu anh ạ. Và họ đến với nhau chỉ vì một đứa con mà cũng không có giấy đăng ký kết hôn mà không có gì cả anh ạ. Mình đã bỏ lỡ hơn 1 năm yêu nhau, chỉ có đắm chìm trong vui sướng hạnh phúc khi được ở gần nhau mà quên rằng là tìm hiểu gốc tích, lai lịch, nguồn gốc. Em đánh giá như thế nào về cái anh người yêu này? Trong quá trình yêu thì em cũng thấy anh ấy, sự quan tâm của anh ấy đối với em là không có. Nhưng mà vì em yêu anh ấy quá nên là chuyện để em rất là đau khổ. Và em cũng muốn quên anh đi nhưng mà điều đấy thật sự rất khó khăn đối với em anh ạ. Bây giờ thì anh ấy nói gì? Anh có bày ra một cái hướng nào đó không? Hay anh bảo mặc em muốn làm gì thì làm? Khi mà em biết được cái chuyện này ấy, thì anh ấy bảo là nếu mà em chấp nhận tất cả ấy, anh ấy sẽ không làm cho em phải khổ và tụi em sẽ có một đám cưới và anh ấy sẽ đưa em về gia đình và giới thiệu với bố mẹ ấy. Bây giờ anh ấy chấp nhận ra đi, để lại cho chị ấy tất cả và chấp nhận ra đi. Và anh ấy nói với em rằng là nếu mà em mà không lấy anh ấy thì anh cũng sẽ lấy một người khác anh ạ. À thế hả? Dạ. Thôi ít ra anh ấy cũng không phải là người bỏ chạy đúng không? Có rất nhiều người khi mà cố tình che giấu cái sự thật, xong khi mà người yêu, người con gái phát hiện ra cái thì đánh một cái bài ngừa. Tức là thôi bây giờ đấy, hoàn cảnh của anh chưa thế, em muốn quyết định thế nào anh cũng chiều, cũng chấp nhận. Nhưng mà đây dù sao chăng nữa anh ấy, trong cái hoàn cảnh của anh ấy, anh cũng là người vạch ra được một đôi cái hướng đi. Cái sự thật rằng là có đúng là anh ấy có vợ mà không đăng ký kết hôn này, có đúng là không yêu và hiện nay là đã ly thân hay không, thì em là người tìm hiểu được, không đẩy anh ấy một cách nó căng thẳng quá đúng không? Mình có thể là nói anh ấy đưa mình về gia đình, mình tận mắt nhìn thấy đứa con của anh ấy, thế rồi mình lại được gần gũi thêm với những người trong gia đình anh ấy cơ, chẳng hạn như bà mẹ, ông bố, rồi cô em gái, ông anh trai, vân vân. Thế và thông qua những cái người khác mình hiểu hơn về cái người yêu, và nếu có nữa thì là cái người chồng tương lai của mình. Anh ấy đã có cái âm mưu, tức là đã có cái dự định dối mình từ lúc quen, cố tình là đưa mình vào cái tình thế là mình yêu quá rồi, sau đấy không dễ ra được nữa đúng không? Thế thì nghĩa là đã có một cái dự định gì đó mà nếu bình thường có thể người ta có thể gọi là không đàng hoàng lắm đúng không? Sao không nói ngay rằng đấy anh khổ lắm, ngày ấy anh thế nọ thế kia, mà để cho người ta hy vọng tin tưởng đến mức độ mà bây giờ dứt không dứt được rồi thì bắt đầu mới nói đúng không? Mà cũng chẳng phải là nói mà tự phát hiện ra. Thế nếu như em không là phát hiện ra thì không biết rằng cứ nhì nhằng như thế này đến khi nào đúng không? Vâng ạ. Ừ thì đấy, mình cũng phải nhận diện rõ cái người yêu của mình cũng như người chồng tương lai để đừng có quá ảo tưởng. Tuy nhiên thì mình cũng có thể cùng anh ấy về gia đình để tìm hiểu thêm thông tin, bởi vì những điều anh ấy nói chưa chắc đã đúng như sự thật. Và trong cái thời gian này thì cố gắng đừng để xảy ra những chuyện gì mà nó quá đà, chẳng hạn như mang thai chẳng hạn, đây là ví dụ đấy, hay là một cái gì đấy, thì mình lại càng quàng vào cổ mình thêm một cái chồng nữa mà mình lại khó dứt ra. Thế còn thì cứ ngồi đấy mà khổ mà đau rồi tự trách mình, tự trách anh ấy thì không phải là cái việc cần thiết phải làm bây giờ. Tìm hiểu thật kỹ, thông tin thật là chính xác. Khi cái thông tin giữa việc anh ấy nói với thông tin sự thật lúc ấy, mình có quyền quyết định là tiến hay không nhá.
Vâng ạ, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã em gọi điện chương chương trình trình. ạ.